Ngày 16 tháng 7, Công an quận 11 cho biết đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến một thanh niên bị đâm trúng ngực và tử vong. Trước đó, chiều 15 tháng 7, một nhóm trẻ em đá bóng trong con hẻm đường Hồng Bàng, quận 11 thì xảy ra mâu thuẫn với nhau. Sau đó, gia đình của hai bé trai trong nhóm trẻ này ra nói chuyện dẫn đến cự cãi nhau. Lúc này, người hàng xóm gọi thêm 10 người khác tới nói chuyện với nhà hàng xóm có khoảng 3 người rồi xông vào đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, một thanh niên bị đâm trúng ngực được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Vụ đánh nhau này cũng làm nhiều người khác bị thương.